Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây điện thoại Alcatel K10000 Pro Max với phần cảm biến vân tay ở đợt phía sau đuôi máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cảm biến vân tay của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max, lúc nhận lúc không, hỏng, không có chức năng cảm biến vân tay, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Alcatel K10000 Pro Max nói chung và cảm biến vân tay của máy nói riêng thay mới với bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các bạn. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu thay mới cảm biến vân tay sau khi theo K10000 Pro Max, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Chúng tôi ship đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn.